Chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn giới thiệu về nguồn dự phòng sử dụng UVS ABC. Hệ thống bao gồm hai UVS 160 kVA của hãng ABC hoạt động độc lập với nhau. Mỗi UVS 160 kVA được cấu hành bởi các module công suất 16 kVA đấu song song với nhau. Ngoài ra, trên UVS còn có hai module điều khiển, một module bypass. Các module trên được thiết kế để có thể thay thế dự phòng nóng. Toàn bộ ắc quy được chia thành 3 tủ riêng biệt với tổng số là 108 chiếc. Ắc quy của UVS này cũng có thể thay thế dự phòng nóng. Thời gian có thể cung cấp điện cho tải khoảng 20 phút với 100% tải. Tuy nhiên, do dung lượng của ắc quy càng về sau càng thấp nên thời gian phóng điện của ắc quy an toàn nhất là trong khoảng 10 phút. Do đó, phải theo dõi thường xuyên, đặc biệt liên hệ với tổ vận hành và quản lý tòa nhà yêu cầu cung cấp ngay điện đầu vào cho hệ thống. Cả hai UVS này được lắp đặt tại tầng lửng của tòa nhà Internet. Cả hai UVS được cung cấp điện cho các tủ rách đặt server của VDCO tại tầng 13. Tôi vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn về nguồn dự phòng sử dụng UVS ABC. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.